Xin chào các bác thân mến, hiện tại thì Phi Đang đang ở xã Minh Tân thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang các bác. Ngày hôm nay do thời tiết mưa, Phi Đang không đi được bản và có một điều rất là đặc biệt. Anh em ở trên khu vực đồi ngô, em mình, em xù, em ngà ở trên không gài ấy, có một cái món rất là đặc biệt mời Phi Đang và chỉ có ở trên khu vực vùng cao mới có, là một món ăn nó liên quan đến rừng núi các bác. Tí nữa thì Phi Đang sẽ lên chia sẻ với các bác. Hiện tại thì Phi Đang đang đi qua đây thì có cái xuôn cá đấy, mọi người đang bán ở đây. Nếu các bác có cơ hội đi qua khu vực vùng cao Hà Giang thì thường là sẽ bắt gặp mấy cái món cá này. Anh ơi, bán cho em cá với ạ. Đây các bác, món con này là con trạch đất các bác. Đây này, chiều dài là 2 này, gần được 40 phân, rất là to. Con này thịt chắc. Anh ơi, cá này anh bắt lâu chưa? Sáng nay. Sáng nay à? Cá này là anh bắt kiểu gì ấy? Bẫy lưới. Bẫy lưới à? Vâng. Con này là anh gọi là trạch gì? Trạch thôi. Trạch đá. Trạch đá. Vâng. Còn con gì đây mà anh nột ra? À, lươn. Lươn à? Vâng, anh bán như nào đây anh? 200.000 một sâu này á? Ừ. Hay là... Nhưng mà bây giờ phải bán theo con, theo cân như nào chứ? Bán theo sâu thôi. Bán theo sâu à? Chỗ này sâu này được bao lâu? À, được bao nhiêu cân đấy? Tầm 2 cân. Làm gì được 2 cân, anh mang cân ra đây? Gần đến. Mang cân ra đây. Bán này bây giờ phải tính như nào chứ? Bán cả xuân này á? Bán tù mù à? Chào bác nhá. Tay bác bị sao đấy ạ? Bác bị tay lạ à? Dạ. Là ngay ở bắt cá ngay ở suối này. Suối này. Là không phải mò để bắn đâu đúng không? Nó có đấy, phải mò mũi tiên đấy. Thảo mình mũi tiên xuống mình đầm lặn kín đấy, có lưới thì mình lấy lưới. Dạ vâng. Con này là trạch đất này. Trạch. Con này là cá bò này. Con cá xanh xanh này cá gì đấy? Cá trắng. Cá trắng à? Với cả con lươn này. Con này con trạch. À mổ hết rồi đấy à? Mổ hết đấy. Con này là bây giờ làm kiểu gì à? Lướng à? Chỉ cái nướng. Nướng là ăn ngon nhất, còn lại là nướng nó khó. Dạ vâng. Nướng nó thành con luôn. Thế bác bán hay là con trai bán đấy? Hả? Bác bán mà. Nhưng mà chỗ này bác bán như nào? Đúng 200 bác xin. Đúng 200 mới bán à? À. Bác xem tính như nào chứ? Quay đi. Hả? Bác tính xem như nào chứ? Đấy, cái loại này nó đặc sản lắm cháu ạ. À. Đặc sản nhưng mà... Bước từ cháu 20 thì cháu lấy được. Đấy, bác thì cháu thì... Bác cân cho cháu xem nào. À? Bác lấy không, cân cho cân. Bác không bán cân, bác ở đây ta là hay bán xiên thôi. Bán xiên à? À. Nhưng mà 200.000 xuân này hơi ác ấy nhờ. Đây. Cái loại này hiếm lắm, cái loại này. Bác cầm cho cháu với. Vâng. Dài ngoằng luôn. À, nhưng mà con ấy là con này ngon nhất này. Có, con này với mấy con lươn. Con đấy mới là ngon nhất chứ còn đâu những cái con cá trắng này thì không ấy. Cá trắng này cũng được đấy. Suối này ngày xưa cá trắng nhiều hiếm lắm. Không biết là được mấy lạng. Cái này nó là nếu mà không ngủ nó phải trên cân, cân bút. Chỗ này trong cầm chắc được khoảng tầm cân có đấy. Mấy lạng thôi? Gần cân. Dạ vâng, thôi được rồi. Thôi. Bác bán cho cháu 150 nhá. Hả? Nó vừa phải, căn bản là nó được khoảng hơn cân cơ. 150 là được rồi. Được không bác? Hả? Nào, đây cháu gửi tiền này. Bà ha bao nhiêu rồi cả bao khai nó bao nhiêu tiếp biển đấy cho là đây là nhà bác đây à? Đây nhà bác đấy. Nhà bác hay nhà con trai? Nhà bác đấy. Dạ vâng. Đó là bà con nó ở chung với bác luôn. À con trai ở chung với bác. Ừ. Bác là ngày xưa bị tai nạn à hay bị tai nạn ngày xưa bị tai nạn. Lâu chưa ạ? Lâu lắm rồi từ năm 82 rồi. Dạ vâng. Thế là nghề nghiệp mà hiện tại sinh sống chính của mình là gì bác? Vẫn là làm nhà nông thôi. Làm nhà nông à? Làm ruộng, làm các kiểu. Làm ruộng à? Này cháu lấy đi dán. Đi dán à? Dán cũng được. Ngon. Cháu dạ. Thôi cháu vẫn gửi bác 200 nhá. Thế. Dạ vâng. Thế là cháu bác xin nhé. Dạ vâng. Cảm ơn cháu nhé. Bác là có thường thường đi bắt không? À có ngày mà. Đấy bác còn lưới bác ở đây này. Thường thường là mấy giờ bác đi bẫy? Bác đi bẫy thì tầm 10 giờ. 10 giờ sáng ạ? À? 10 giờ tối. Bẫy tầm 4 5 giờ sáng mình lấy. À mình thả từ 4 không mình bẫy 4 giờ chiều. Chỉ con cô. Mình bẫy từ 10 giờ. 10 giờ đêm. 10 giờ đêm đến sáng là đi thu lưới. 4 giờ tầm 4 giờ 5 giờ là mình bắt đầu đi lấy. Dạ vâng.
Thế thì hôm nào cháu lên cháu đi chơi với bác nhá. Vâng. Nhưng mà trong bác còn sao ở cổ bị sao đấy ạ? Là bác bị tai nạn là ngày xưa là còn bé bị tai nạn mìn đấy. À bị mìn ạ? Từ 82 cơ mà. Ở đoạn nào bác? Ngay đây luôn. Thế là lổ ạ? Vâng, bắn nhiều hôm đấy, bắn xong là bác cũng nhầm. Dạ. Cái bác để túi lâu lắm kiểu ấy đấy. Để nó để túi lâu nó nháo bắn xong nó không đủ bác lại lạc xuống. À nó là lạc xuống lại là lấy bác khắc thay. Ừ. Thấy bác khác nó lại đủ, không biết làm sao. Mìn nhưng mà không phải là mìn ở dưới đất đâu đúng không ạ? Là lấy thuốc súng bác cho vào túi đúng không? Vâng. Thế là xong nó lổ đúng không? Vâng. Đây là thôn gì bác nhỉ? Thôn Bắc Sum. À thôn Bắc Sum của xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang các bác. Đây món rất ngon, tí Phang lên nướng cho các bác xem. Cái này nướng là đặc sản luôn. Vâng. Cháu chào bác nhá. Vâng, cảm ơn bác nhiều nhá. Chào cháu nhá. Bác tên là gì đấy ạ? Bác tên là Minh, Lục bác, Minh. Bác Minh à? Vâng, cháu chào bác nhá. Dạ. Vâng. Cháu đi lên trên khâu ngài này mà. Các bác Phang mua được món cá này tí Phang. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Tí sẽ nướng các bác. Món này rất là ngon. Dạ vâng ạ. Bà con ở đây rất là thân thiện. Ở đằng kia nữa cũng có rất là nhiều người đi săn bắt đánh cái con cá này. Bởi vì ở khu vực Minh Tân này các bác ạ là nó vẫn còn nguyên hoang sơ nên là cá còn nhiều, chứ còn một số khu vực khác là không còn nữa. Giờ các bác đi cùng Phang lên trên nhà anh em diễn viên Đồi Ngô nhá. Anh tên là gì anh? Sài. Anh tên là Sài à? Vâng. À vâng. Anh có anh em gì với ở nhà mình không? Ở trên kia không có đâu mà mình đúng vững thằng em mà. Mình là em à? Ờ mình là em, mà mình là bác đẻ, đây là chú đẻ. Dạ vâng. Đường lên nhà mình đấy cũng khó lắm, mấy hộ trên đồi thông. Anh. Ờ mấy đoạn này hay khó đi đấy. Phải qua cái đoạn này đi. Vâng, nó trơn đấy, đấy của thằng đấy. Mấy ui ui. Anh đừng bốc đầu nhá. Nó có một đoạn đây này, nó còn bị xuống xe. Dạ vâng. Ui đấy. Đường này phải có lốp chân chó nữa anh nhỉ? Đúng rồi, mà đường bê tông này lốp chân chó cũng không à thua. Đấy. Trời mưa này nguy hiểm các bác. Đấy. Chúng ta đi thì lại còn đỡ tí. Dạ vâng. Nếu là mưa tòn hà thì là đi được. Dạ. Đấy. Anh để số 2 là không lên được. Phải. Nó không lấy được đá. Anh bao nhiêu cân ạ? Năm. Bao nhiêu ạ? Năm tám thôi. 58 cân à? À? Em cũng hơn anh mấy cân thôi. Lần trước thì ăn 72, 73 cân. Bây giờ chỉ còn có 65 cân thì các bác. À. Đây là già là phải tụt xuống rồi, không phải lên rồi. Anh có mấy con rồi? Nhiều con đấy, bốn. Lên ông ngoại chưa? Có rồi đấy. Lên ông ngoại rồi à? Ờ. Dạ vâng. Nhiều nhà mà trong là nhiều nhà còn bị chết rồi mà. Ăn ít thì được. Đó, ít thì được. Dạ vâng. Đi xe đấy, cái đường dốc kia đã đủ bê tông kia mà nguy hiểm nhà dốc. Ui đoạn này anh này, đoạn này đi đoạn này. Đấy xong rồi. Đoạn này thực sự là thôi. Nào anh ơi, cố lên. Nào, hai má lên. Má lên được. Má lên. Lựa đi anh, có đi được không? Được. Dạ, vâng. Vùng cao mình thì đẹp, rất là đẹp, cảnh đẹp, nhưng mà đường thì hơi xấu. Đấy, có đường, chỉ có mưa thế này chân hay khó đi. Dạ vâng. Đường mưa quá, phải để xe đầu kia. Đây các bác, xuân cá với cả một con chuột các bác. Chuột hơn một cân, gần 3 cân. Bây giờ đi xe hai cẳng này.
Nhưng mà hình như là mình với cả đội xù nó vẫn đi xe máy vào được anh nhỉ? Ừ, đi xe máy vào được. Dưới này là nhà của xù này. Đấy, đây là nhà của mình này. Còn ở trên kia là nhà em Sinh. Đấy, với em Lành ở trên này nữa. Thì em Sinh với em Lành ở trên cao hơn. Đấy, chào mừng các bác đến với nhà của các em ý. Xin chào nhá. Thế cho tỏ hộp bộ xương họ nè. Nhỏ rồng. Còn bề không ạ? Ôi đường đi khó quá. Sao chó mèo kêu loạn xạ này. Đây có kẹo cho em bé. Ừ. Ôi cái này quần kéo lên này. Sao tụt quần rồi? Này làm món này đi. Ăn kẹo đi. Mưa này không làm gì đâu à? Đây là món cá này. Đây cá để mang ra để làm. Mình ơi, đây cá. Em có cái vỉ để nướng không? Cá này nướng mới ngon này. Có cái vỉ bằng sắt không? Lá gì? Lá chanh rừng. Lá chanh rừng á? Gói vào nướng à? Hay là xạo đấy, xạo xong là thái. Thả vào đây nhỉ? Thôi bây giờ em cứ đi rửa đi để anh chế biến nào. Một là lấy cái lá gì để gói vào để nướng. Đấy, hai là nướng trên than hồng sẽ ngon hơn. Lá chanh cũng được mà nhỉ? Lá chanh cũng được mà nhỉ? Lá chanh nhưng mà quan trọng là lá chanh sau đó là nướng kiểu gì chứ? Mua đâu về? Mua 2-3 là đâu? Ở ngay dưới này anh này. 150.000. Lúc đầu thì bảo là 100. À 200. To lắm cá này. Cá chảy. Con này ngon. Mày là chưa kìa. Mình với hai anh em đi làm cái cá chảy này. Mấy thả 2 con mà. Ui dùi. Mỗi người 2 con là được một bữa rồi nhỉ. Em tháo hết ra đi. Tháo dây ra đi. Lấy cái rổ về đây. Anh kiếm cái rổ. Tỏ nó mà. Con này bé bé. Có hai loại trạch, trạch củ là trạch ở dưới bùn ấy. Ui, nó sẽ không ngon bằng mấy con trạch à? Đá này. Con chuột 3 cân kia bắt được lâu chưa? Con chuột. Bắt lâu rồi. Phải giờ qua cái này đấy. Đây, sao vào đây. Ui, hai con này to nha. Cái này chắc là tới hôm qua đi kích đấy. Nó thả lưới anh ạ. Thả lưới á? Siêu to khổng lồ. Con này con lươn. Chúng mới ra bè thì lo là còn lo nó lấy hả? Con này là cá gì anh? Cá trắng. Gọi cá trắng à? Con này là cá cuốc. Cá quất. Con này là cá búng. Cá búng này. Những con này gọi là cá trắng hết nhỉ? À. Nhưng con này to thật sự các bác này. To bằng cổ tay luôn. Là giống con rắn này. Hai con này. Hai con này to thật này. Hết chưa? Hết rồi. Bây giờ em cầm con này giấu đầu đi, giấu đầu. Đấy, giấu cái đầu đi, đấy. Giơ lên xem nào. Đấy các bác, giơ lên, giấu cái đầu đi. Đấy các bác. Con này con chuột nhá, siêu to khổng lồ này. Con này được hơn 1 cân thôi. Nhưng mà ở trên vùng cao là có mấy cái con này ăn ngon lắm. Ngửa lên. Rồi. Tí chặt ra xong là xào với cả gừng đúng không em? Bây giờ cái này là đang bây giờ quan trọng là tìm bây giờ có cái gì để đặt lên than hồng để nướng là ngon nhất. Nấu cơm cho em.
À Xuân, nấu cái gì rồi? Đây cái gì đây? Củ gì đây? Không biết. Đâu anh xem nào. Cái này chắc đu đủ rồi. À quả đu đủ. Không biết gọi quả này quả gì à? Hả? Chip mua hài à? Sợ. Phải học tiếng Kinh ý. Em này. Trẻ con nó đang chạy lên, nghe thấy có kẹo. Đấy, đang phi lên các bác. Trời mưa. Say say à, lo tha. Nhanh 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 nhanh. Say 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 say. Ôi giời, đứa kia bảo là mặc quần đi, lạt thì cho vào. Nhanh. Đi vào nhà cho đỡ mưa. Mình ơi, thế thằng Sù đâu? Đi lấy gạo á? À thế hả? Nó vẫn ở dưới, lúc nãy mình vừa lên, nó cũng hiểu. Nó uống rượu rồi đấy à? Cuốn tên là gì con? Tên là Mơ. Tên là gì? Mơ. Mơ à? Thế con tên là gì? Hả? Phương á? À? À thế à? Xinh gái nhỉ. Thế còn con tên là gì? Tên là Tuyết. Hả? Tuyết. Phương nữa? Bạn này là Phương, bạn này là Tuyết hả? Thế, cái gì nhỉ? Đây là Đông đúng không? Con của Sushi. Mình ơi, chặt rồi đấy à? Đâu anh xem nào, từ từ á. Tìm cái gì để bây giờ để nướng cái mấy con cá này này. Đấy, mấy nào quan trọng này. Không nướng thì chỉ còn cách xào. Cho củi nhìn nhiều vào xong rồi. Nếu cũng được. Phải lấy củi nhìn nhiều vào. Đi các bác, chặt cái đuôi đi em ơi. Chặt cái chân nữa. Ngọt lắm các bác. À, cứ để vậy. Cái này là bẫy à em? Bẫy. Mấy con này toàn ăn hoa quả này các bác. Ở vùng cao thì không có nhiều đồ như hải sản hoặc các đồ khác, nhưng mà thi thoảng bắt được những con chuột nha. Bọn này thì phải chặt kẹt xỉ, chặt to quá thì không tốt. Cái này xào với một là thảo quả này, hai là mầm riềng này, mầm cây gừng này. Nếu không có thì xào gừng cũng được. Chặt nhỏ quá. Nó cứ mưa suốt ngày suốt đêm này nhỉ? Năm lâu quá thì nó mưa. Nhưng cái này em bẫy bằng cạm gì ấy? Cái này? Ừ. Em bẫy sắt, bẫy ở cây quả thôi. Cây quả gì? Quả rừng ấy. Cái... quả ba vàng ấy. Bọn này nó toàn ăn hoa quả các bác, nên thơm. Cái đùi. Con này bẫy được về các bác phải mổ luôn ra. Đấy, lôi hết ruột, giếc, nội tạng ra các bác ạ. Sau đó là cho tủ lạnh. Không thì nó sẽ bị hỏng. Thế thằng Lành không xuống à? Lành nó đi đám ma bên kia. Ừ. Thế là hôm nay không có ai, có mỗi mấy anh em mình à? Ừ. Chị Hồng nó bảo nó lên. Gọi chưa? Gọi. Gọi hai vợ Hồng cho. Nó lên rồi sao? Ờ.
Có gừng chưa? Có. Ờ. Khoảng 2 ít tí là đi lái nhà ăn chay cho một tí. Sao gì hả Xuân? À, đu đủ. Đâu có quả đu đủ đâu. À, đu đủ xào thành lạo thành cái sợi đó. Vâng. Ở trên vùng cao này nếu mà không có gì khác thì chỉ có đu đủ thôi. Đu đủ nấu canh. Đu đủ xào này. Không có rau thì ăn. Bên sát sát vào. À, nghe tì lầu phèng phèng rồi nhá. Tì lầu là anh thôi, còn đâu là chú thì là gọi là gì? Xuân, chú thì bảo như nào? Chú thì bảo là chú không vẫn chưa biết cách bảo à? Cả đợt ngã nhá. Đây cái món này mà có cái để mà cái giá như này, có cái vỉ để lướng ấy, không thì chặt nhỏ ra để xào lên cũng được. Rang giòn này các bạn. Mấy quả đây? Một quả. Hai quả. Cái này làm canh hay là xào đây? Xào. Là không đủ mỡ đúng không? Nó bị cháy là cho thêm nước vào. Thế cho nước vào phải đậy vung lại chứ? Đấy, em này là em tay bẩn thế. Hàn tay. Nam à? Tên là Nam hay Nam? Ú, đừng. Tên là Lam. Tên là Lam các bác, con của em Sushi. Em cũng được cô Yến ở Đức là thương rất là nhiều bởi vì em ấy người khuyết tật. Kiểu tăng động đấy các bác, không được đi học nữa. Lá này anh ăn lần nào nữa? Hả? Lá này anh ăn lần nào nữa? Đâu? Lá này á? Là chanh. Nhưng mà chanh rừng đúng không? Chanh rừng là thơm hơn. Tóm lại là lá chua. Nhìn nó giống giống cây chanh mà. Xong là lướng cá trước em ạ. Mình ạ. Lướng cá lâu hơn. Còn đâu chuột tí mình xào phát là xong rồi. Cái này nó cứ thích thổi cho vào người phen phen. Khổ thân không được đi học bởi vì do là đầu óc nó không bình thường các bác. Đấy, bây giờ bỏ ra cái này ra. Sao nữa? Đi rửa, đứng thổi nước. Lọc xạ. Đâu mà rút ra để lấy than thôi. Đun cho nó cháy thật to một tí có than nhiều tí. Sắp lòng lòng. Thế thì hay là xào cái kia trước. Xào cái gì? Bụi năm con. Xào cái kia trước. Xào cái kia trước để mình lấy than. Ăn chỗ luôn, dễ rồi. Mình ơi, vợ có em bé à? Vợ đây này. Ờ. Thấy bụi to to rồi. Không có đâu. Thế à? Để hai đứa này. Đừng có đẻ nữa nha. Thế đi xuống trạm xá kia ấy chưa? Lấy thuốc về ăn rồi. Lấy thuốc về ăn nó cũng không tốt lắm đâu. Xuống dưới kia mà làm. Ngoài trời mưa mù mịt nữa các bác ạ. Cho hô. Đừng thổi lòng.
mặt chậm lòng thế. Đi gì kìa. Ngoài trời mưa tím hết mặt mũi rồi. Đi tắm trời mưa. Bố mẹ không ai ở nhà? Có, lúc nãy nó đi săn bên kia rồi. Khổ thân em bé này. Đó là bả từ trái nhà trời, hỏi cái là chắc khế nhà sao? Chưa băm gừng ra à? Chưa. Băm đi. Ừ. Nó có mắt trong à, cũng ôi, gái trời lúa. Hậu ơi. Ui, ngon chưa bác? Bỏ lá chanh ra. Sao cả lá chanh như này á? À, thế à? Đây, độc lạ Bình Dương nhỉ? Anh, cho gừng giúp anh rồi. Thôi, đảo đi em. Món này cực ngon rồi các bác. Nhưng mà ai bảo để cả lá chanh này? Mình bảo để như này cho thơm á. Thịt này nó ngọt lắm các bác ạ. Bởi vì thịt thú rừng ấy. Chỉ cần cho một tí gừng này, tí lá chanh cho thơm này, cho mấy hạt muối xuống, không phải cho thêm nhiều gia vị gì cả. Vâng, thảo quả thì thơm. Rồi. Nhà làm tiếp thị cho công ty bán muối hả? Đổ như này tí cơ mà mặn chát. Bây giờ đổi phương án sang rán các bác ạ, rán giòn. Chứ lướng là không có chỗ để lướng. Cái chảo này nó trũng nên là hơi khó rán một chút so với cái chảo bằng các bác. Rồi, em cho xuống luôn đi. Ui các bạn. Cứ kệ nó em, kệ nó làm. Ba con làm gì ta? Đấy, con cá đấy thì nó sẽ bị chóc vậy. Em đổ hết xuống đi. Cho nó gọt. Hết chưa? Em nghiêng cái chảo đi. Để cho mỡ nó lên đều ấy. Hai bên. Vâng, con chào bà nhá. Tiếp. Liên tục vào. Quay về đây, xoay về đây chứ. Đấy. Hôm nay toàn món ngon các bác ạ. Con cá trạch kia Phen vừa đo nó hơn 40 phân. Ừ, được 2 gang mà. Gang trời.
Mình có bắt được rắn bao giờ không mình? Không dám à? Sợ lắm nhỉ, con rắn sợ. Anh sợ rắn không? Những con cá bé thì tí nó sẽ chín xước. Đấy, được rồi, đúng rồi. Đợi nó vàng xong rồi mình dở nó lên. Vần tiếp em ơi, xoay tiếp đi. Bọn cá bé bé thì nhanh chín thôi, nhưng mà cái con cá to kia thì hơi lâu một tí. Em phải cái đấy phải lấy nước khô đi. Con cá sạch to nè. Ờ. Em rồi. Sục xuống cái đấy. Cái đấy em lấy cái bàn sảng. Mà này. Xong là đảo nhá. Chứ bây giờ là hả? Được rồi. Đấy, được rồi. Vang rồi, vang rồi. Rồi, đấy. Bây giờ là lật cái này không được rồi. Lấy đũa. Anh đặt lại nha. Úi giời. Ngon chưa? Tuyệt vời luôn. Lấy cái đũa ấy ra. Lấy xuống này. Con này ngon chưa? Đẩy con ấy vào giữa. Nó mới chín được. Con này. Ờ, như này được. Không phải ấn đâu, úi giời ơi, con lươn này, à, con này dài ngoằng ngoằng luôn này. Hả? Ờ, lấy kéo về cắt. Đặc sản vùng cao các bác. Cái con cá chạch đá này các bác ạ, nó sẽ ngon. Thì nó dai lắm. Con này thì không ai nuôi được rồi. Con lươn này nuôi được này, cá này nuôi được này. Riêng con này không nuôi được. Nước nó phải sạch. Cho mọi người sắp cơm đi. Cái này sắp xong rồi. Ăn ở đây cũng được. Lấy cái gì đặt lên hoặc ngoài này cho mát này. Nào. Ui, nó dính vào nhau luôn. Nào. Ui giời, ngon chưa các bác? Ui giời ơi. Nào, mang ngoài này đi. Này ăn ở ngoài này các bác. Đây, xù ơi. Bây giờ chia ra để cắt. Vàng ươm nhỉ? Ừ. Bây giờ cắt ra. Tay em sạch không? Đấy, giòn lắm các bác. Đây này, con lươn này. Con đấy không cần phải cắt đâu. Con dài thôi. Ừ. Tay sạch không? Cầm tay đi. Thế thì bỏ cái này xuống, em bỏ xuống. Cứ cắt ra đi. Cứ cắt ra đi. Ừ, cứ cắt ra đây đã. Ừ, đây con lươn. Quá giòn luôn. Quá ngon nhỉ. Tiếp cắt đôi cái này ra. Ừ, nóng ấy. Hả? Con này cá chạch. Cắt nhanh vào.
Quên nóng. Bỏng quá. Nóng. Trên đây có 2 đứa trẻ con, 3, 4, 5 đứa trẻ con liền. Nhớ tí cắt cái miếng to, cá to ra cho chúng nó. Ý, con này mới ngon được không? Nóng. Em bẻ đi, lấy tay bẻ xem nào. Em bẻ đâu nữa. Sao thế? Kéo. Bẻ thì sẽ ngon hơn. Ừ. Đấy. Ui, nóng quá. Phèn ạ. Không tải được à? Vâng. Tìm khô trên mặt cũng khô quá. Cái bẻ dài dài ra, bẻ nát quá. Nóng ấy. Tay hơi vọng. Nhanh vào. Phải làm cái gì, lù ra lù rú nhanh lên đấy. Bẻ nhanh vào. Đấy, như thế. Rồi, chia ra đĩa sang, để ra hai bên đi. Làm hai mâm các bác, chia đều nha. Vâng. Tí này choảng nhau, vỡ đầu. Con ạ. Vài trăm đồng, vài. Làm gì? Ui giời, làm gì xóc đĩa à? Ông. Tôi xóc. Nè, đúng nè. Này làm chậm lắm. Đây, không phải làm như thế đâu. Đặt ở bên kia. Vâng, phê chả có bà đừng đánh nó bà. Làm bác Cơn làm bác Cơn chả có gì đâu. Làm bác mẹ mẹ thôi. Đây toàn đồ ăn ngon các bác. Đây, đây cả con cá mới ngon này các bác này, đây này. Đấy, rồi thịt chuột này. Ngồi cất nó đi chứ đánh nó thế. Con này tính ra cũng bắt được ít lắm, chuột này này. Nếu mà bán thì chắc được khoảng mấy trăm? 300 à, đấy. 300 thế. Đấy, thế anh mua luôn 300 nhá. Còn đây đi. 100 này. 200 này. 300. Lần sau. Xin nhá. Lần sau bắt được thì cứ gọi anh nhá. Mang thêm ít cá lên góp. Cảm ơn nhé. Mọi người xong chưa? Xong rồi. Bên đấy cho trẻ con ăn đi Xuân này. Được 2 mâm các bác. Nhưng mà trẻ con cho ăn cá to nhá, không nó lại bị hóc ấy nhỉ. Mời anh về ăn cơm nhé. Mời các bác ăn cơm nhá. Là làm 3 bể mét. Đấy, làm một bát đây. Canh rau đắng đúng không? Anh cho anh một nửa thôi, anh nhiều. Chả biết có vẻ rau đắng không em. Mua à? Và mua em về là bao tiền? 10.000 thôi. 10.000 à? 10.000. Mời mọi người đi. Có quá. Thì mua về như vậy. Em ơi lấy cho trẻ con đi, lấy cá. Bên bên này để anh. Đây đây. Mời anh nhá. Mời anh về ăn cơm đi. Cơm nhá. Đây, chủ nhà. Anh em. Bên kia lấy cho trẻ con nhá. Em mời các bác nhá. Mời em về nhá. Thử một miếng cá này con. Cá này là con cá trạch. Nhưng con lại nhỏ, con to thì chia sang kia cho trẻ con à. Ăn đi mọi người. Còn lắm các bác. Mình không có ghế à? Ghế có nhiều à. Anh dậy chan vào cá này chứ, nó chả mềm ra. Cá này thì phải để ăn nó khô chứ. Thế à? Đấy là không biết cách ăn thôi. Nhưng mà ăn ở giữa rừng núi các bác, mát. Đây, ngoài kia sương đang răng khắp khu vực núi đồi.
pen thì con này với đây, mấy miếng này nữa. Ờ anh xin. Ở đây anh từ này. Ừ. Mời. Đây. Mời các bác miếng chuột nhá. Bé bé nhá. Ừ. Ờ. Những đồ rừng núi này ngon thật. Không cần phải cho thêm nhiều gia vị đâu. Ngon. Mưa này có đi bẫy không hả mình? Mưa quá, có. Vẫn bẫy nhưng mà chưa là mai mới đi. À. Tầm 2 tối. Có phải gài quả gì vào không? Bẫy. Để không thế? Để không, nó toàn ngô mà. Nhưng mà mình ý là bẫy mình phải để hoa quả vào chứ? Không. À. Để cái lóng nó này. Để cái nõng nó đi qua đúng không? Ừ. Ngon lắm các bác ạ. Các em mới so để phèn nhiều quá này. Để cái chỗ mà nó hơi đi qua đấy, để bãi được. Xù có đi bãi không? Có mà, nó là của em chưa, còn chưa đi xem. để từ lâu chưa? Dạ. Lâu chưa? Để... 2 ngày rồi đấy, 2 ngày chưa đi xem. Không đi xem đấy là thối ra. Mùa thì nó lạnh rồi. Mùa nóng thì thối nhanh nhưng mà mùa đông này thì vẫn được. Ừ. Đấy, bà là người yêu gọi rồi. Bà vừa này còn lên đồi vặt bao nhiêu bưởi này các bác. Đấy, tí ăn cơm xong ăn bưởi nhá. Chuột này các bác ơi, cái này cái đuôi. Đây cho mình cái đuôi đi. À, cho chú nhá. À, cho anh đấy chứ nhỉ. Người ăn giòn lắm. Chặt miếng bé tí các bác. Này nói chung là con này là hơi dài đấy. Con này già rồi. Ừ. Nhưng mà thơm thật. Vừa thơm vừa ngọt các bác. Tí nó đi xuống là một vấn đề các bác. Đường nó hơi trơn. Xa phết đấy, từ đây về nhà Phèn. Nếu mà không tắc đường thì đi mất tiếng rưỡi. Tắc đường thì 2 tiếng, có hôm tắc đường là mấy tiếng luôn. Thế em nghe nói ở dưới cây 21 này nó hay bị tắc đường. Thì tắc đường hay sao mà. Ừ. Sáng nay là em vẫn xuống cây 16. Chân biết thì đi vòng mà hành cây 16 được. Nhưng mà nó bị tắc đường ấy. Đường trong Thuận Hòa đúng không? Bản hình đi ra đâu? Phong Quang. Đi ra cây 18 đấy. Cây 18 kia. Ôi. Chỗ ngã ba ấy. Mà đường xấu quá, xe của anh đi không được. Công đông của anh không tải được à? Còn mấy một đoạn lối xe rất kia, thông nhập vào xe một chút đâu à? Áp lại cảnh à? Ôi giờ mấy một đoạn là mới xấu rồi. Giờ thôi Phèn xin phép chào các bác. Để anh em ăn cơm xong là chút Phèn đi về. Video chia sẻ với các bác hôm nay về trải nghiệm ăn con chuột. 3 cân các bác. Từ 1 cân đến 3 cân đấy. Thế cả có một đĩa cá nữa. Mời các bác nên thăm dàn diễn viên điện tử Đồi Ngô, xem cuộc sống của anh em. Giờ Phèn xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phèn.